Ra mắt từ năm 1991, đến nay Thẩm mỹ viện Xuân Hương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, uy tín, đẳng cấp, dịch vụ hoàn hảo. Thẩm mỹ viện Xuân Hương được tặng nhiều danh hiệu cao quý, top thương hiệu vàng thủ đô, đồng thời chị Xuân Hương cũng giành danh hiệu bàn tay vàng nhiều năm liền. Đến với Thẩm mỹ viện Xuân Hương, bạn còn được trải nghiệm hơn 20 dịch vụ làm đẹp khác. Thẩm mỹ viện Xuân Hương, nơi gửi gắm niềm tin của phái đẹp.